Xin chào các bạn, trên tay mình đang cầm chiếc Samsung Galaxy Tab 4 8.0 phiên bản sách tay từ nhà mạng AT&T. Và sau đây mình xin hướng dẫn các bạn các bước rút máy, gọi tiếng Việt và xóa các ứng dụng thừa không sử dụng tới. Đầu tiên chúng ta muốn gọc vạch một chiếc điện thoại hay máy tính bảng, chúng ta cần rút máy chiếm quyền hệ thống. Đầu tiên các bạn tải tool và các công cụ hỗ trợ của máy về. Sau khi tải về chúng ta lại giải nén ra. Trước tiên phải cài đặt driver, giải nén driver ra. Mở chương trình Device Manager trên computer ra. Bây giờ chúng ta tắt máy thì bạn. Để vào dot mode thì bấm phím home, volume trừ và nguồn. Bấm giữ ba phím cùng lúc. Rồi nó hiện ra một bảng, vậy là bấm volume cộng vào dot mode. Kết nối cáp với máy tính. Kiểm tra máy tính đã nhận driver chưa thì chúng ta phải xem phần nó sẽ hiện ra modem Samsung Mobile USB modem. Còn nếu mà máy không nhận thì nó sẽ hiện một driver dấu chấm than. Bây giờ chúng ta mở tool lên. Giải nén Odin. Rồi mở lên. Rồi chọn phần IP. Chọn tới file boot. Rồi nhớ máy tính đã kết nối với máy tính bảng, nó lại hiện cổng con xanh đây. Được, bấm start. Mọi thao tác tool phải thực hiện và khởi động lại máy. Rồi bây giờ tới bước rút máy. Đây đổi tên thành file root cho nó dễ. Chép file root.apk root etlogger với superuc vào trong phần ổ cứng của máy. Rồi trên máy tính bảng chúng ta vào phần quản lý file. Bây giờ cài ứng dụng root.apk. Mở nó lên và bấm vào cái này. Sau khi nó hiện ra như vậy là đã rút thành công. Bây giờ chúng ta cài superuc vô. Mở lên luôn. Sau ứng dụng nó hỏi update binary thì cứ bấm ok. Như vậy là rút thành công máy. Bây giờ chúng ta sẽ gọi tiếng Việt. Đây là một máy sách tay từ nhà mạng AT&T nên chỉ có 6 thứ ngôn ngữ, không có tiếng Việt. Thực ra Samsung đã tích hợp sẵn đa ngôn ngữ vào trong hệ thống nhưng bị nhà mạng AT&T ẩn đi. Bây giờ chúng ta cài ứng dụng Root Etlogger. Mở lên. Chúng ta kéo xuống vào phần tầm CSC. Rồi sửa file này thành chấm backup phần z.
vào cài đặt và xem kết quả. Bây giờ đã có đa ngôn ngữ rồi, gọi hết tất cả ngôn ngữ bên trong hệ thống ra. Xong bây giờ là có tiếng Việt. Đây một máy sách tay từ nhà mạng AT&T nên có những nhiều ứng dụng thừa không sử dụng tới. Để gỡ bỏ những ứng dụng thừa không sử dụng tới gây tốn bộ nhớ và hao RAM, chúng ta thể vào phần file của bạn. Bây giờ cài đặt ứng dụng Titanium Backup, chọn cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta mở lên. Máy hỏi quyền root, chúng ta chọn cho phép. Chọn OK. OK luôn, OK. Rồi qua phần backup, chọn Dit. Bây giờ kéo xuống những ứng dụng nào các bạn thấy ngoài màn hình không sử dụng tới thì chọn vô, ví dụ những ứng dụng này. Chọn Unstall Yes. Như vậy là ứng dụng này đã được xóa bỏ, có dấu gạch đây. Cũng tương tự, cứ bấm như vậy là nó xóa. Lưu ý là các anh chị được xóa những ứng dụng các bạn thấy ngoài màn hình không sử dụng tới, xóa được. Còn những ứng dụng ngoài màn hình không thấy các bạn không nên xóa, đó là ứng dụng hệ thống có khả năng sẽ treo máy sau khi xóa. Ví dụ như những ứng dụng giống như là xem phim của Google không sử dụng tới cũng xóa bỏ được, cho nó đỡ hao RAM. Rồi như vậy là các ứng dụng đã được xóa. Ứng dụng nào các bạn thấy ngoài màn hình không sử dụng tới có thể xóa được hết. Rồi những ứng dụng mà không bên ngoài không có các bạn không nên xóa. Vừa rồi là các bước hướng dẫn rút máy, gọi tiếng Việt, xóa các ứng dụng thừa bên trong hệ thống gây hao RAM và hao bộ nhớ. Nếu các bạn thấy thắc mắc muốn giải đáp, các bạn có thể mang máy tới Viện Di Động để được trợ giúp. Và nếu các bạn thấy video trên hữu ích, đừng quên like, share và comment bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn.